Chào các em, sau đây thầy sẽ cùng các em trả lời câu hỏi số 3, trang 151, sách giáo khoa sinh học lớp 11. Câu hỏi như sau: Tại sao sâu bướm phá hoại cây cối mùa màng rất ghê gớm, trong khi đó bướm trưởng thành thường không gây hại cho cây trồng? Là do nguồn thức ăn của chúng khác nhau. Để giải thích được lý do trên, các em cần xem lại lý thuyết phát triển qua biến thái hoàn toàn, trang 149. Sau đây là lời giải chi tiết. Sâu bướm ăn lá cây nhưng không có enzyme tiêu hóa cellulose nên tiêu hóa và hấp thụ hiệu quả thấp, nên sâu phải ăn rất nhiều lá cây mới đáp ứng được nhu cầu dinh dưỡng cho cơ thể. Bướm trưởng thành chỉ ăn mật hoa nên không phá hoại cây trồng mà còn giúp cây trồng thụ phấn. Do thời gian sống ngắn nên chúng cần các thức ăn dinh dưỡng tiêu hóa nhanh, không nhiều chất thải. Ngoài ra, trong ống tiêu hóa chỉ có enzyme saccharase tiêu hóa đường saccharose, vậy nên mật hoa sẽ phù hợp hơn là lá cây. Như vậy, ta đã trả lời xong câu hỏi số 3, trang 151, sách giáo khoa sinh học lớp 11.